Yo, hello, what's up chào em nha. Chào quay trở lại với channel mình đây, thứ tự đường phố đấy mọi người nha. Xin chào anh em một game Gunix Mobile lại mình đây, thứ tự đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, trước hồi giao cho anh em xem video, vẽ đầu video nhưng xem like và một đăng ký kênh cho nó phát triển nha, cảm ơn em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục trình cập nhật tình khoảng cáp sự kiện chung mới nhất của game Gunix Mobile và tiếp tục đua top ngày mới anh em. Hôm nay thì chẳng nhớ là ngày bao nhiêu đâu các bạn. Hiện tại thì tôi đang vẫn tiếp tục hành trình bên server mới. Server 61, anh em thấy thú thì có thể qua đây chơi cùng tôi. Hiện tại thì tôi mới up được level 37 anh em, 266k lực chiến. Hôm nay thì check ngay ở bên thư thì chúng ta có quà tranh bá gùi các bạn này, quà gift code mới này anh em này, khá là ngon. Tranh thủ nhận. Tiếp theo thì nhiều bạn hỏi tôi là bữa nay thế tôi để tiêu đề là code thì hỏi code đâu, thì ở hôm qua thì như tôi có hướng dẫn anh em lấy rồi thì phải. Bạn nào mà chưa lấy thì chưa buồn nha. Ok, quà giá trị tháng này, những quà quà đấy anh em và một số phần quà ngày hôm nay đã. Rồi, đây anh em check ngay fanpage, điểm ngay vào bạn một số phần quà gift code hiện tại của bên game hắn còn, anh em thể đi và tham gia. Đầu tiên là thống soái đầu tiên của Gunix Mobile thì cái phần quà này chúng ta có quà VIP là 30 trứng anh em. Quà này tôi vẫn đang đợi chưa thấy phát hành, nhà phát hành gửi anh em. Không biết là các bạn nhận chưa, trên nếu nhận rồi nói coi. Có quà ALL server anh em, quà ALL server này. Cái quà này là một trong những phần quà tôi thấy hiện tại chưa nhận được anh em. Đó. Tiếp theo là sự kiện nhận quát, sau đây nhận code chia tay tháng 6 anh em. Cái phần quà này chúng ta kết thúc vào mùng 2 tháng 7 anh em, chính là ngày hôm nay ngày cuối này. Thì cách hướng dẫn tham gia tôi cũng hướng dẫn các bạn rồi, nó like, share, comment anh em. Và nhớ là comment đã xong, sau khi comment xong thì nhớ phải nhập tức nhắn tin cho anh em. Các bạn để xem lại video cũ tôi hướng dẫn các bạn rồi. Thì anh em sẽ nhận một cái dương, một ca kim cương, một dương vũ khí 3 đây này. Anh em làm xong khi comment đã xong là được, là nhận được quà thôi. Đó, rồi cùng đơn giản anh em tham gia và nhận nhá. Ok. Tiếp theo là cái sự kiện vote like xe thì phải, có một cái sự kiện vote like xe tôi nhớ đâu nhỉ, đây đây anh em, đây đây đó, mốc 3 là 1k like này anh em này, 10 200 like xe đây anh em. Đó, hiện tại mấy phần quà này chưa thấy nhiều phát hành phát thì không biết là như thế nào, tối như các bạn thôi ngồi hóng thôi anh em. Còn đâu hiện tại có cái sự kiện này là lấy được code luôn này anh em này, code tươi luôn, có đèn dùng riêng nhá, bạn nào tham gia thì nhận được. Còn hôm nay ngày cuối này, đây cái sự kiện chia tay tháng 6 này này đó, anh em chỉ việc like xe comment. Đó, nice, share bài viết ở dạng công khai cho comment là đã xong là được anh em, lập tức nhận được quà. Anh em cứ thử, ok. Còn đâu giờ thì quay trở lại in game các bạn. Hôm nay còn cái này. Ngon đấy nhờ, hôm nay còn sự kiện này các bạn. Ok, phúc lợi sự kiện nào. Đăng nhập ngày 4 anh em. Đây nha, hiệu đá trị giá. Đây anh em, tôi khoái món này các bạn. Cũng chẳng cần phải khoái nhưng mà cái món này tôi thấy ok các bạn. Có hội update tăng được chiến ngon anh em, cơ duyên nữa kỳ ngộ ngon ngon là tăng được chiến êm luôn các bạn. Thu thập đổi đây sự kiện này anh em kiếm được 5k kim cương này, tôi đổi 5k rồi, còn lại các vật phẩm, nhiều vật phẩm rất là ngon các bạn chính thủ đổi. Hôm nay chúng ta có trang bị thú cười nữa này, 10k chọn nè, hậu cần yêu đá ngày, hôm nay ngày thứ 4 anh em. Cái chuỗi sự kiện này anh em các bạn bám theo không được. Đó, cái chuỗi sự kiện này cũng khá là ngon anh em phải bám theo. Rồi ok các bạn. Thu thập đổi rồi. Check qua túi đồ đây anh em, thư bạn bè. Túi đồ. Đấy ra. Nhiều bạn hỏi là làm sao lấy được boomerang. Boomerang thì đấy các bạn nhập cái code, tham gia những cái code tôi vừa bảo đấy. Này anh em sẽ được dùng vũ khí 3 sao đấy. Ở đấy thì anh em sẽ có hội kiếm được boomerang. Vì các bạn được 20 dương là các bạn sẽ mở được ngay vũ khí boomerang rồi. Khi nhận được vũ khí đấy thì các bạn nhớ mở vào lấy cái boomerang là được. Ây chà, hôm nay có lên được chiến đấu không ta? Chưa thấy lên các bạn, chưa thấy lên anh em. Chưa thấy gì hết. 3 sao này. 4 à, đây cũng 3 sao đây anh em. À 4 sao này. Leo vào 4 này, lên được chiến rồi. Đấy, ngon. Kìa. 5 này. Đấy, lại lên được chiến anh em. Tôi cũng chả hiểu lắm. Thật sự mấy cái này thì tôi cũng không hiểu lắm. Nó lại lên được chiến các bạn. Uầy mà lại ngon luôn này. Úi. Thật sự cá nhân tôi cũng không hiểu lắm các bạn. Rồi nhấn thì cũng dùng luôn đi. Cái này thì hiện tại tôi đang dùng vũ khí con gà này anh em, nên là pull luôn vào con gà. 10 điểm. Xác nhận. Rồi ok. Đây anh em mỗi ngày 200 điểm nha, nhận được 1k 1k 3.
K1 kim cương anh em. Tôi có video hướng dẫn các bạn rồi nha. Chung mấy cái phần cốt nhận được này tôi đều hướng dẫn anh em hết rồi. Chỉ là các bạn đã nhận hay chưa thôi. Hôm nào cũng lên video cũng nhận rồi. Nhiều anh em vẫn cứ hỏi cốt đâu, quà đâu. Đau lòng. Rồi ok. Nhận quà quà nào. Nhân vật. Xem đây chúng ta có gì hot nào. Thời trang chết đi. Từ các bạn 70 không nói anh em. 60 ở đây anh em. Đó. Sớm cho nên 60 hết các bạn. Này lại update được thêm chút nữa chiến anh em. Bên ngọc nào, game ngọc. Nên. Lên. Chả biết nó có tăng được chiến không anh em. Tôi cũng không hiểu cái ngọc này là như nào các bạn. Chỉ biết là cứ mở được ngọc 4 level và 4 level 5 thì tỷ lệ tăng được chiến lại cao thế thôi. Level 3 này. Level 3 này đó. Anh em ngọc hiện tại trong túi rồi này. Đây món này đến 2 cái level 5 rồi. Uầy cái này 16k luôn anh em. Ngon chưa này. Món này thì cũng lại lên chút rồi. Đó. Cũng chỉ biết qua đấy thôi anh em, chứ đâu cũng chả hiểu lắm. Ok, một rừng tím, một rừng cam. 450 luôn à. Thôi anh em để dành nó để mở được, mở cho bạn coi. Xem chút quý này được 8 cái nào một cũng được anh em. Mà cũng chưa đủ nâng cấp nhờ. 270 anh em. Ui 26 quá công rồi. Ui lên 26 quá công rồi anh em. Tôi lên 26 quá công rồi, fail đấy. Một vũ khí nào đây? À. Hôm nay lên được S5, ngon. Lại cường hóa được vũ khí gà lên S5 anh em. Nó cứ thong thả nhưng hiện tại tôi vẫn thích dùng ấy hơn anh em. Cái vi tiêu hơn, nó khá là ngon. Nó nâng cấp, chịu khó anh em kiếm đồ và nâng cấp mấy cái này cũng được này. Nâng mấy cái này thì các bạn cũng ta tăng được đây anh em. Shop nào. Chơi luôn các bạn. Chơi luôn cho nó nóng. Đây, đấy. S6. Nhận quà. Đây còn gì nữa không ta? Nhưng này cũng tương xương, thì có bấy nhiêu sự kiện được các bạn. Đây, trình báo vui này, cái này tôi cũng chưa dành lắm. Đóng góp nào, cống hiến anh em. Một lần 500 kim cương, càng nét thôi, từ từ các bạn. Đây, bên này tăng này anh em này. Đây. Nhiều bạn hỏi là sao thế tôi tăng nhanh nhẹn anh em. Cái này thì nó tăng kiểu các bạn di chuyển đó. Nó cũng khá là ngon mà. À hôm nay mới mở cái trang mới anh em. Học nào, bạo kích à. Ngon anh em, lên luôn. Mới về up bạo kích lên luôn. Bạo kích cũng được, tăng bạo kích cũng khá là ok các bạn. Đây cũng chả được bao nhiêu điểm đâu. Nhưng cũng nâng lên cho nó mượt mà tí các bạn. Ok, bet này chúng ta có gì hot không? Luyện nào. Thiên phú, mèo đâu nó không bung anh em. 10 quyển coi. Đột phá qua tầng này không? Nên nào. Ok. Còn 2 cái nữa thôi. Không nên đổi các bạn. Còn hai quyển này nữa nó lên được nốt nữa là nó lên được tím đấy anh em. Đó, chuẩn bị lên rồi, ngon lành. Huấn luyện. Cái chỉ số nhỏ đấy anh em nhưng mà cũng được. Nói chung cũng được. Cái tăng đến lên chỉ số nhỏ thôi nhưng cũng gọi là cũng ngon anh em. Đó, cũng ngon. Chúng chưa biết thế nào mà lên nhẹ 26 công gọi nhìn trông bén đấy nhờ. Cường hóa. Mỗi ngày bung nhẹ tí lực chiến anh em, mỗi ngày lên nhẹ tí lực chiến cũng được. Đây nhận free các bạn này. Ngon lành. Còn khá nhiều quả ngon phía trước.
40 mới mở thú cưới nên cứ từ từ các bạn. Thấy chưa? Nhớ không hết rồi anh em. Quả cam này như cũng chịu bấy nhiêu thôi. Nó làm ván tự do nè. Giao lưu nhau cái các bạn. Ui, gặp pro rồi. Đêm khuya cũng gặp bác pro rồi. Nhu quan này xương bắn ghê á, nhìn cái điểm ấy là biết rồi anh em. Nhìn cái hàm này biết hay xương nạp thì không biết. Một xương nạp hay xương bắn anh em. Nhu. Ây da. Đau đấy nhờ. Bỏ tới nào. Một đạn 20k. Ok, không hay tiểu tun à? Tính ra phải thêm tun chứ. Ảo thế nhờ. Thẻ bên đây đi bắn hay ảo này lắm nha. Rõ ràng là câu tun đến tun mình mà không câu được anh em. Tất nhiên tôi cũng hiểu là một phần là có thể là do tốc tôi thấp hơn hoặc tốc cao hơn gì đấy anh em. Nó cũng ở đấy một phần nữa. Thế nhưng nói chung là vẫn ảo. Không tin là không câu được tun anh em. Không tin là không câu được tun. Rồi, tới công chuyện rồi. Nhẹ đi một lượt anh em. Lại nhẹ đi một lượt. Ô kìa. Hay quá. Rồi bét mình nó không bắn luôn. Hết hay không ạ? Bét mình nó phải bắn cơ. Ừ đấy đúng rồi. Nãy giờ xong nổ đi. Win rõ ràng mà. Mình bảo sao à, thế nhờ. Ok, hôm nay thì cũng cập nhật quá trình quả cáp sự kiện thế thôi anh em nhé. Hiện tại hôm nay thì tôi mới up lên chỉ số mới các bạn. Thôi, tạm thời clip này đã kết thúc đây. Hẹn gặp anh em ở tiếp theo. Cảm ơn theo video kênh Tiểu Tử Đường Phố rất nhiều. Đừng quên lại kênh một like và một subscribe. Và ra anh em vấn đề hoặc thắc mắc thì comment để lại dưới video nhé. Cảm ơn các bạn. Giờ thì bye bye.